Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi Tỵ chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tuổi trong tháng, cẩm nang vượng vận. Đối với người tuổi Tỵ, tháng 9 âm lịch này là một khoảng thời gian khá may mắn, đặc biệt là trên con đường sự nghiệp bạn chỉ cần cố gắng hết sức phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu là sẽ thu được thành quả như mong muốn khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ nhờ có nguyệt lệnh lâm quan che chở bản mệnh được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn bình thường lại thêm bản tính cần cù chăm chỉ chẳng ngại khó bạn ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao Tuy nhiên, bên cạnh việc hăng hái, nhiệt tình tự chủ trong công việc thì bạn cũng cần ý thức được bản tính cao ngạo, thích hành xử theo ý muốn của mình. Mặt tính cách đó có thể khiến người khác xa lánh, không muốn hợp tác với bạn hoặc khiến bạn đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay. Xem tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi Tỵ âm lịch, tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện nhất định dưới sự trợ giúp của các tinh. Bạn có thể tìm được một vài mối đầu tư triển vọng. Tuy nhiên, trước khi đổ tiền vào bất cứ việc gì, bạn cần phải lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng, chớ nên hành động nông nổi theo cảm tính bởi bạn sẽ chưa thể lường trước hết những khó khăn mình sẽ phải đối mặt đâu. Chuyện tình cảm cũng phủ màu ảm đạm trong tháng này. Có lẽ người độc thân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc tìm một người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình. Bản tính độc lập khiến bạn vẫn còn muốn được tự do, không muốn phải gánh vác trách nhiệm gia đình tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch về sự nghiệp. Con đường sự nghiệp của người tuổi tỵ có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt nhờ có sự nâng đỡ của nguyện lệnh lâm quan. Bạn có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là bạn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra làm việc, không ngại đứng trước thử thách, khó khăn. Với người làm công ăn lương, tháng 9 này là khoảng thời gian bạn luôn cần mẫn làm việc, bất kể là trong những lúc mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi sự nhiệt tình trong công việc giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh khi được giao cho những nhiệm vụ quan trọng bạn hãy tự tin hơn nữa vào năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt thời cơ bạn cũng có những điểm mạnh mà người khác không có được chỉ cần phát huy đúng lúc thì ắt sẽ bước được những bước tiến dài các tinh thiên vui chiếu mệnh cũng giúp cho những người theo con đường học tập nghiên cứu hoặc con đường quan hệ xã hội đạt được những bước tiến nhất định sự thông minh hiếu học khiến bạn nhanh chóng tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng đồng thời có cách áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế tuy nhiên con giáp này cũng cần chú ý đến những tác động tiêu cực do hung tinh thiên hình mang lại bạn chớ nên kiêu căng tự mãn với những thành công mà mình vừa gặt hái được xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều những người tài giỏi nếu bạn quá dễ hài lòng với bản thân thì sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình Đồng thời, bạn cũng sẽ trở nên chủ quan, lơ là, dễ hành sự bất cần hoặc khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch về tài lộc. Nếu người tuổi tỵ chăm chỉ làm ăn trong tháng 9 âm lịch này thì nguyện lệnh lâm quan ắt sẽ đem lại cho bạn một kết quả xứng đáng. Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân chạm tay đến cơ hội thăng chức tăng lương hoặc ít ra cũng là thưởng nóng người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực không ngại khó không ngại khổ nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch thấy rằng có thể quá trình hợp tác không chỉ gặp những điều may mắn, song thách thức xuất hiện cũng là lúc giúp bạn khẳng định được năng lực của mình. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác mà sao xấu thiên hình sẽ khiến bạn rơi vào vòng tù tội, nhẹ thì cũng ảnh hưởng danh tiếng, đánh mất quan hệ. Trên phương diện chi tiêu, do phải chịu ảnh hưởng của tiểu hao nên bản mệnh chi tiêu tốn kém, nhiều khi rút hầu bao mà không để ý mình đang có bao nhiêu tiền. Nếu không thường xuyên nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm thì bạn dễ rơi vào tình trạng tiêu hết sạch những gì mình vừa kiếm được, khiến tình hình tài chính dậm chân tại chỗ. tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tỷ âm lịch về tình duyên. Tuy sự nghiệp và tài lộc có dấu hiệu phát triển, song phương diện tình duyên lại khá yên ắng, ảm đạm. Bản mệnh khó tìm được người để san sẻ tâm sự, mọi điều thường giữ kín trong lòng khiến tinh thần căng thẳng, thiếu hăng hái. Vợ chồng ai làm việc của người nấy, không quan tâm đến cảm nhận của nhau nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt một số người có thể cho đó là tự do độc lập song nếu cứ kéo dài tình trạng này hai người sẽ dần dạn nứt tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện lúc nào không hay dù hai người có những quan điểm không trùng với nhau đi chăng nữa thì cũng cần phải cố gắng trò chuyện trao đổi với nhau mỗi người cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe suy nghĩ của nửa kia chớ nên bỏ ngoài tay lời của đối phương bởi có thể đối phương sẽ nhìn nhận được những điều bạn không nhận ra đấy một số người trở nên thiếu trách nhiệm với gia đình, thích dành thời gian cho sở thích cá nhân, đổ hết mọi công việc lên đầu người ấy. Bạn cần phải ý thức được rằng việc xây dựng tổ ấm là trách nhiệm của cả hai người, đừng quá lạnh lùng hoặc lười biếng, khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi, tổn thương hoặc hiểu lầm. Người độc thân tự coi mình là nhất nên thường xem nhẹ những đối tượng tiếp cận mình. Bạn luôn nhìn thấy những khuyết điểm của người khác mà lại không nhận ra được đối phương có những ưu điểm gì, vì vậy mà có thể để lỡ nhiều mối lương duyên. tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch về sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi tỵ không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong thời điểm này. Bạn duy trì được tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, dù có hăng hái đến mấy, bạn cũng cần nhắc nhở mình làm việc có kế hoạch, không nên cố gắng quá sức kẻo sức khỏe suy giảm nhanh chóng, dễ mắc các căn bệnh vặt vãnh. Hung tinh thiên hình đem lại ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho vận trình của bạn. Con giáp này nên chú ý nhiều hơn khi tham gia giao thông, lao động chân tay hoặc khi vận động mạnh, tránh để sự cố đáng tiếc xảy ra, khiến mình chịu thương tổn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ. 1. Quý tỵ, thuộc mệnh thủy, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, công việc thuận lợi, làm việc vất vả sẽ được đền đáp tương xứng. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, mão, mùi. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. 2. Ất tỵ thuộc mệnh hỏa nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, thờ ơ với chuyện tình cảm, đưa ra những tiêu chuẩn quá cao cho người ấy. Quý nhân, ngọ, hợi. Tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. 3. Đinh tỵ thuộc mệnh thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu khẩu quyết việc làm ăn kinh doanh diễn ra thuận lợi, không ngại vất vả sẽ thu được thành công. Quý nhân, mão, sửu. Tiểu nhân, thân, mùi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. 4. Kỳ tỵ thuộc mệnh mộc, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, vợ chồng lạnh nhạt, chớ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Quý nhân, tuất thìn. Tiểu nhân, hợi, dần. Màu sắc may mắn, cam, đen. Năm. Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim, Nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức. Khẩu quyết tự tin vào bản thân, sẵn sàng nhận trách nhiệm được phân công. Quý nhân, mùi thân. Tiểu nhân, ngọ, dậu. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.